Mỹ đã xả 180 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược lớn nhất trong lịch sử 50 năm. Lượng dầu giải phóng từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ, tức là SPR, đợt này lên tới 180 triệu thùng, lớn nhất trong lịch sử 50 năm của SPR, trong nỗ lực kéo giảm giá dầu thế giới. Chính quyền của Tổng thống Biden đang xem xét giải phóng 180 triệu thùng dầu trong vài tháng từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, tức là SPR, trong nỗ lực kéo giảm giá nhiên liệu. Lượng dầu này tương đương với khoảng 2 ngày nhu cầu toàn cầu, đánh dấu lần thứ 3 Mỹ đã bung kho dầu dự trữ chiến lược chỉ trong 6 tháng qua và sẽ là lần xả kho lớn nhất trong gần 50 năm lịch sử của SPR. Thông tin được đưa ra khi Tòa Bạch Ốc thông báo ông Biden sẽ có bài phát biểu về những kế hoạch kiềm đà tăng của giá xăng dầu do cuộc xung đột ở Ukraine. Được biết, kế hoạch giải phóng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dầu dự trữ chiến lược có thể được tiến hành trong vài tháng nếu giá xăng dầu không giảm đáng kể. Dầu thô Brent đã giảm gần 50% ở châu Á, xuống còn 106,12 Mỹ kim một thùng sau tin tức Mỹ cân nhắc xả kho dầu dự trữ chiến lược được đưa ra. Tuy nhiên, giá dầu Brent vẫn cao hơn gần gấp đôi so với 12 tháng trước, sau khi ban lệnh cấm nhập khẩu dầu và các nguồn năng lượng khác từ Nga vào hồi đầu tháng. Tổng thống Biden thừa nhận quyết định này có thể khiến cho người Mỹ chịu giá xăng cao hơn. Và trước thềm bầu cử quốc hội giữa kỳ, Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực phải giải quyết tình trạng giá xăng dầu tăng cao khi đảng Cộng hòa liên tục công kích vấn đề này. Các cuộc thăm dò trong những tháng gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm kỷ lục khi người dân phàn nàn về giá xăng cao và tình trạng lạm phát vẫn tăng không ngừng. Trong vài tháng qua, chính quyền Tổng thống Biden đã hai lần mở kho dầu dự trữ chiến lược để giải quyết tình trạng giá xăng tăng cao. Mỹ lần đầu giải phóng 50 triệu thùng dầu dự trữ vào hồi tháng 11 năm 2021 và sau đó là 30 triệu thùng vào tháng này. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng đang xem xét tạm thời dỡ bỏ hạn chế bán xăng pha trộn của ethanol như là một cách để giảm chi phí nhiên liệu cho người tiêu dùng Mỹ. Mỹ hiện có 4 kho dự trữ dầu chiến lược tại các địa điểm Freeport, Winnie ở Texas và Letchart, Boston Rust ở Louisiana. Mỗi kho có một số hang sâu tới 1.000 mét để chứa dầu. Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, các hang này đang chứa 568,3 triệu thùng dầu, thấp hơn nhiều so với 645 triệu thùng dầu năm 2019. Người Mỹ sử dụng trung bình 20,5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2018, có nghĩa là số dầu dự trữ chiến lược của Mỹ chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa trong chưa đầy một tháng nếu nguồn cung bị gián đoạn. Quyết định mở kho dầu trữ sẽ góp phần vào hạ nhiệt tình hình nhưng không làm giảm đáng kể giá xăng dầu. Sau khi Mỹ mở kho dầu dự trữ hồi tháng 11 năm 2021, giá xăng dầu chỉ giảm trong thời gian ngắn trước khi tăng trở lại vào cuối tháng Giêng.